Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tuấn Luyện, bên mình đây là bạn Bảo, là một người qua kênh YouTube của mình. Bên này là bạn Dương, là người đại diện quản lý cái quán cà phê Thực Thiện của người Tiểu Lành tại số 204/6 quốc lộ 13 Đinh Bộ Lĩnh, xin lỗi, quốc lộ 13 Bình Thạnh, Sài Gòn. Thưa quý vị, hôm nay thì quý vị tôi sẽ muốn giới thiệu cho quý vị biết là cái cách mà người Đức, là những người mà chồng của bạn tôi, cùng thời xưa thì chúng tôi cùng ở trọ với nhau. Thì các bạn ở đây là mình lấy chồng người Đức Canada dưới Úc. Thì các bạn về đây mở một trung tâm từ thiện, đó là một ly cà phê 10.000 để các bạn cùng nhau chia sẻ để học tiếng Anh và tiếng Đức ở đây hoàn toàn miễn phí. Rồi các buổi thì các bạn có thể đến đây, các bạn vừa uống cà phê và các bạn có thể là vừa học tiếng Anh miễn phí hoàn toàn. Thì thưa quý vị và các bạn đó, người Đức thì người ta ứng dụng cái công tắc đèn cầu thang để mà tắt mở đèn cho nó tiện lợi như thế nào. Thì thưa quý vị sẽ, anh Dani ở đây thì yêu cầu tôi phải làm sao đó thi công theo đúng ý của anh để bật tắt đèn như thế nào ha. Bây giờ các bạn nhìn thấy dàn đèn, cái đây là cái cách bố trí của giống Putin. Thì quý vị sẽ thấy những cái dàn đèn này là do chính anh em học viên chúng tôi thi công. Bạn Bảo thì hôm nay cũng gắn những cái bản hiệu như thế này. Bảo có nói gì về cái kênh kỹ thuật thi công như thế nào, em thấy nó như thế nào? Nói nhìn vô thấy giả kìa. Nói chung thì cái kênh kỹ thuật thi công của anh em mình thì em thấy cũng rất là ok, cũng giúp cho anh em làm nghề hỗ trợ thêm kiến thức và cũng đồng thời nâng cao được tay nghề. Ok, em cũng theo dõi cái kênh của mình thì cũng tầm hẳn cũng gần 3 năm rồi, thì hôm nay có dịp thì gặp anh. Thì nếu như có điều kiện thì anh em mình sẽ gặp nhau. Anh đứng chính lại khoảng 3 tháng thôi nha. Tại vì kênh của anh chạy lại thì anh làm là ngày 23 tháng 11 năm 2016 tới giờ. Thì nó bị chích kênh rất là nhiều lần, cho nên là tôi buộc lòng phải đăng vào cái kênh Nguyễn Khương Info, tại vì có một số chính sách YouTube. Cho nên bây giờ hôm nay thì cũng vô tình được gặp bằng Bảo, thì cách đây trước Tết á thì cũng đi ra ngoài đường gặp với nhau, cô duyên đi gặp với nhau nhiều, cho nên là ở đây thì tôi chia sẻ cái thức thật, nếu biết bao nhiêu thì chia sẻ bao nhiêu thôi, không có giấu gì hết. Cho nên quý vị cũng đừng nghĩ tôi là ngạo mạn. Bây giờ quý vị xem tập quan quán quán ha, bây giờ cách mà đi điện bố trí như thế nào ha, các bạn xem một cái dòng cách bố trí quán này bởi Dani thiết kế nha, tôi là người thực hiện theo thôi. Rồi ok, các bạn xem nha. Các bạn xem thì cái cách mà tôi sẽ làm ở đây đó, thì các bạn sẽ thấy là đèn nó sẽ bố trí theo cái mặt kiến trúc thẩm mỹ rồi. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng là ứng dụng công tắc đèn cầu thang ở trong mạch điều khiển này như thế nào. Bây giờ bạn Bảo có thể tới đằng kia ngay cho cái bếp. Ngay cái bếp em tắt dùm cho anh có đèn. Các bạn sẽ nhìn thấy camera thấy hình ảnh bạn Bảo tắt nha. Rồi em bật đi, em bật lại cái nào nó sáng lên đi. Rồi các bạn thấy là nó sáng đèn không nào? Ở bên này tôi tắt, nó rất là tiện lợi cho quý vị. Bên kia Bảo bật lên bạn Bảo ơi. Rồi bây giờ đi im đó, bây giờ chúng ta sẽ đi dần dần qua đây ha. Đi dần, Bảo đứng đó đi. Cao đây theo tôi thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ mở ở nhiều nơi vị trí khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy là ở đây tôi muốn tắt cái dàn đèn ở ngay cái này nè. Thì quý vị có thấy là tôi em bật cái một con tắt để cho nó có sáng lại như thế này. Đó. Thì quý vị có thấy là nó rất là tiện lợi về vấn đề này, cho nên là quý vị sẽ ứng dụng cái đèn cầu thang trong gia đình mình nha. Ví dụ như đèn cầu thang quý vị đi mà cái gia đình mình hành lang đó mình đặt nhiều nơi đó, nó hơi tốn dây thôi. Quý vị thấy nè. Ok, ở đây là cái trong cái dàn bếp, quý vị thấy không? Nếu mà trong bếp quên quen rồi đó, em quay tới kia trong bếp thấy cái dàn đâu đây. Quý vị sẽ nhìn thấy cái đèn đâu đây ở trên ha. Ở trong này nè. Đó, đó cái dàn đèn spotlight nè. Rồi Bảo tắt đi Bảo. Tắt rồi. Tắt cái đèn đó. Rồi tắt chưa? Không, rồi bây giờ nó luyện bật nha. Thì mình sẽ các bạn xem đèn tắt như thế nào. Rồi. Ok. Rồi bạn Bảo đứng ở đó luôn nha. Bây giờ tôi sẽ đi qua bên khu vực bên này nha quý vị. Bây giờ quý vị có thấy là nguyên cái nhà đèn nó đang sáng nè. Quý vị thấy cái phòng cảnh nó rất là đẹp không? Ở đây thì cà phê hoàn toàn là có người ca thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ tắt cái nhà đèn này ở đây. Rồi, Bảo bật lên em ơi. Quý vị thấy nó tiện lợi không? Quá ư là tiện lợi. Đây là cái cách mà người Đức làm. Còn lại là quý vị có thấy là tôi đi ống nổi, tôi sẽ bắn những cái đường ống, những cái đèn spotlight này. Quý vị thấy là ở trong cái đường link này chúng ta tắt bằng công tắc hai quay toàn một. Đó, đây là cái cách mà nó bố trí theo kiểu kiến trúc như vậy. Về vấn đề thẩm mỹ thì tôi thì không có làm những cái điều này, tôi sẽ là người thiết kế thôi. Rồi thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy là tôi dùng những cái bộ chia để nó chia ra hoàn toàn là lay tuyến này, là ổ cắm điện cho máy quạt, cho ổ cắm này riêng hoàn toàn nha. Thì quý vị thấy gì vào cái tủ đây nè, tuy là nó nhỏ bé thôi nhưng mà
cái tổ tôi chia ra nó có đủ đủ lai nha các bạn nhìn xem ở đây nè, là tôi cũng sẽ lấy từ điện ở trong tường tôi lấy ra. À, nhưng mà quý vị sẽ thấy là ở đây tôi có một cái CB32 dùng cho ổ cắm nè, quý vị thấy không? Ở đây mà cái lai đèn, khi tôi cấp này là đèn mất toàn bộ. Không, ở này là ổ cắm là bình thường. Cho nên nè, quý vị nhìn thấy đèn ha, em quay đi dàn đèn tôi tắt nè. Cái đèn chẳng có gì hết nhưng mà ổ cắm chúng ta có bình thường. Nha quý vị. Em tắm giật cái quạt cho nó chạy đấy em, cái quạt. Quý vị thấy nhìn thấy cái quạt bên này nó không liên quan gì hết, quý vị thấy không? Đây nè. Cái quạt bên này quý vị thấy nó đang chạy bình thường không? Nó không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, cái này là cái cách mà chúng ta chia lai tiếng như vậy, là khi có sự cố ngắn mạch nào đó thì cái quạt này nó vẫn chạy bình thường, ổ cắm chúng ta xài bình thường ha. Đó, dàn đèn riêng ra đèn mà quạt riêng ra quạt, quý vị có thấy nó rất rõ không nào? Cho nên quý vị sẽ chia lai tiếng như vậy để quản lý và đảm bảo nhiều hơn em mặt lại. Đó, còn lại là chúng ta ứng dụng công tắc đèn cầu thang. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia cái kênh của mình. Nếu quý vị cảm thấy những video hữu ích thì xin quý vị hãy đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích. Còn lại những mạch đèn cầu thang này tôi đã làm 4-5 bài rồi, thì nhiên quý vị có thể thi công được. Và hãy nhớ ứng dụng công tắc đèn cầu thang trong nhà mình càng nhiều càng tốt, để cho nó tiện lợi. Vì chúng ta đi ngủ chúng ta chạy tới, chúng ta bật lên thì nó quá tệ, cho nên chúng ta sẽ để cái những cái công tắc đèn cầu thang ngay đầu giường của mình. Đó là các bạn có thể xem cái bài là siêu công tắc đèn cầu thang, nghe hiểu rõ hơn. Thân chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau.